Thế đi về nói chuyện mày. Các bạn Zalo nó để gì ấy? Có phép. Đi kệ em đâu có cái bản Zalo đó đâu. Mà cái phút của nó là gì có hiện? Có hiện. Có. Mày thì anh Nam anh ấy chúc mừng sinh nhật kiểu gì mà lên đấy? À ở đây có đúng rồi. Thế là gì? Cô u mày. Cô đi xem cổ thắng mình. Lại người đó vô tâm không tử tế. Đi kệ em đeo với tao còn là cái đầu quầy như mà. Đeo tử tế này hỏng rồi. Nào chúng mày quay lên. Nghĩ tăng tiếng cái này nhá. Hôm mùng 3 có sinh nhật Huấn không? Huấn biết đi hôm nay có sinh nhật đúng không nhỉ? Sinh nhật. Đâu Huấn là 23 đúng không? Hay mùng 3 nhỉ? Đâu mùng 3. Nếu mà sinh nhật Huấn như vậy thì nên đi hay nếu không để ngày sinh nhật trên quay 30.000 nhỉ? Anh may 30.000 nhỉ? Đây đổ xăng nhé. Xăng ngoài kia cho kênh nó đéo ấy. Ok ở thôn Thanh Bán nó có chuyển khoản nào? Chuyển khoản luôn thì 30.000 đổ mẹ nó nhanh. Kiểu không có giường 30.000 đến đây. 30.000, 20.000 được. Cái hồ giống bách bách bách. Nó bốc cái gì? Có điều nào không? Có điều nào không? Chết rồi. Nhưng bắn hoàn cho anh nhá. Địt tài khoản trong gói nằm lâu. Bây giờ tao phóng ra cái nữa mà chuyển khoản. Đưa ra đấy. Đông cho anh ấy mấy chục. 20.000 đến nè anh ấy. Ví tiền nó cầm đây không có lấy cái tiền anh ấy. Nó cầm xuống đây anh để ở giường ấy, đi đi. Anh em quay mạnh nhá, tích nhiều video nhá. Có nó thằng này như kiểu nó đang thử việc thôi, nó được thì được, không được thì trả lâm trần. Còn đâu anh em mình vẫn phải như thế nhá, vẫn phải mục tiêu mục đích là mỗi ngày từng đấy video nhá. Lâu lắm từ giờ sáng mà được 30 cái là thấy béo rồi đấy. Em còn video mà. Còn đâu có. Thôi cứ để nó đấy từ giờ đến tối để xem nó được bao nhiêu video. Mày không quay em nhà một ngày.